Chúng ta đang ở tấm 371. Trong cái kinh Tâm Kinh nói rằng vô trí diệt vô đắc. Vô trí là trí là trí là trí là cái trí cái hiểu biết đó. Và vô đắc, đắc là cái đường. Khi mà quý vị dùng cái tư thế Bát Nhã, quý vị để mà quan sát tất cả mọi sự việc trong thế gian này, thì quý vị sẽ thấy là không có gì mà có thể đắc được. Đắc là đắc những cái khỏe Bát Nhã, thấy rằng mọi mọi tất cả pháp đều không có bản tính. Và cái đó là chứng tỏ là cái gì đắc được, đã mở được cái chư hệ Bát Nhã. Nghĩa là sao? Chứ cái gì tu cái pháp thanh văn đó, okay. Thì cái gì thì họ mục tiêu của họ là đắc cái giải thoát, đắc chư hệ của cái giải thoát. Thì mục tiêu của họ là mở chư hệ xuất thế để mà đắc được giải thoát. Cái chư hệ Bát Nhã là sao? Là cái một cái chư hệ mà khiến cái vị liễu được sanh tử, liễu khổ đắc lạc. Cái đó gọi là cái giải thoát. Cái giải thoát ấy, là giúp cái mở, là có nghĩa là cái vị mở được cái chư hệ để khiến cái vị có thể phóng, có thể buông bỏ hết tất cả, và có thể không bị còn chấp trước gì cả. Cái bên âm thanh văn đó, những người mà đệ tử đầu tiên Đức Phật thì họ đang tu, thì cái mục tiêu của họ đó là họ muốn mở trí huệ, mở cái trí huệ giải thoát, đắc được giải thoát. Họ không có hiểu cái phương pháp nào để giúp họ đắc được cái sự giải thoát này. Nhờ Đức Phật, cái sự hướng dẫn của Đức Phật, họ mở được cái chư hệ này, họ mở được cái chư hệ để giải thoát này. Vì họ lần đầu tiên trong cuộc đời mà họ liễu được cái khổ và đắc được một cái sự sung sướng mà họ chưa bao giờ có. Cái cảnh giới của những cái vị thanh văn là khi mà họ tới cảnh giới mà giải thoát này rồi, thì họ thấy rằng là không còn cái sự đau khổ này. Tất cả những khổ sở trong cuộc đời của họ ngừng, nó biến. Cái gì tưởng tượng như qua, ngay cái đứa con trai mà nó phiền não mình, nó cũng ngừng. Tất cả những cái phiền não mà nó dày vò chúng ta, bỗng nhiên nó biến mất. Tất cả cái gì mà lúc trước đối với nó rất là quan trọng, không có được, mình có thể sống vẫn có cái đó được. Và có như vậy không? Tất cả quý vị đều là đắc giải thoát trên quá cái trình độ đó rồi. Thầy vẫn còn khổ như thường tại vì vẫn còn cần nhiều đệ tử hơn nữa. Nếu không thì cuộc đời xuất gia này nó giống như là phí lãng phí cuộc đời của mình. Nghe có quen thuộc không? Mình thêm một triệu nữa, thêm một triệu nữa thôi mình sẽ hạnh phúc hơn. Năm ngoái thầy nói phải khi mình có cái chùa nó lớn hơn chắc mình mọi chuyện nó sẽ nó vui đẹp hơn. Ngày hôm nay xanh mặt nhìn cái chùa, nhìn cái nhà thờ lớn xanh mặt. Quý vị thấy cái đó là cái sự cái bản tính của sự chấp trước. Cái chấp trước của mình là cái khổ. Hay những cái vị thanh văn thì cái trình độ cái sự thành tựu của họ gọi là A-la-hán hoặc là Đức Chư Phật. Cái trình độ này là cái trình độ tối cao nhất của bên nguyên thủy. Họ không còn cái phiền não gì hết á. Tại sao họ không có phiền não? Tại sao không còn phiền não nữa? Hết phiền não tại không còn vợ nữa. Có nghĩa là mình không còn sợ vợ nữa. Tại khi chị nhớ rằng ấy, cái chuyện giải thoát rất là giản dị. Chúng mình muốn giải thoát á, là giải thoát cái nghĩa là không còn phiền não. Mà không còn phiền não cái nghĩa là muốn không còn phiền não. Mình chỉ cần xả bỏ những chấp trước, khi bỏ những cái chấp trước mình thì sẽ được đắc được cái tự do tự tại.
Có người nói với thầy, tôi có thể bỏ được cái nhà đi. Có người nói với thầy, tôi là có thể bỏ được một cái nhà ở Acadia của tôi, mà con cái thì bỏ không được. Thầy nói cái người bình thường á là bỏ con cái được, mà bỏ nhà thì không được. Cái phần còn lại cái gì chắc chắn là con cái. Cái bà kia là bỏ hết tất cả mới đi được, đúng rồi. Cái cặp vợ chồng son này mà trẻ mới có đứa con đầu lòng đó, mình biểu nó bỏ con không được, mình làm lơ đi. Tại vì cái cô này, cô cái cách suy nghĩ cô nó trật, nên cô chỉ bỏ nhà mà không chịu bỏ con, thì cái đó nó sai. Là đáng bỏ con đó dễ, thì lúc đó mình học cách bỏ nhà nó dễ hơn, nhất là bỏ như đứa con trai đó. Mấy cậu làm eo làm bộ làm tịch nên làm tịch thời sau mẹ bỏ con được, con dễ thương như vậy. Chứ vì thấy mình bỏ con được thì bỏ nhà dạy, bỏ nhà dễ. Chứ còn nếu mà bỏ nhà được mà không bỏ con được thì cái đó là vô phương cứu chữa. Chứ vì nghĩ sao? Cái xứ mình, cái vùng mình nhỏ phải không cô? Một cái nhà có năm. Mà đúng là càng ngày nó càng lên giá này mới chết chứ đâu phải đâu. Mình bỏ ngày hôm nay mai nó lên giá không được đâu. Những cái người có trí huệ đó trả lời sao mà cô Kim Điền. Cô nói là con không có kinh nghiệm đấy, thành con cũng trả lời không được. Có ai có ý kiến không? Xiao Qing. Đừng quý vị đừng có quá quá cứng. Mình chỉ dùng, thay vì dùng con á, mình bỏ nhà được mà bỏ con được, mình thế là bỏ nhà được cũng bỏ cha mẹ cũng được. Có người nói tôi bỏ nhà được nên tôi bỏ con mèo cũng được. Làm sao bây giờ? Những người như vậy làm sao? Những người nghèo như quý vị mà nói là cái đó đối với con nó không có áp dụng, tại vì nhà con là Rose Smith. Làm sao bây giờ? Cũng ai có trí huệ xuất thế hả? Quý vị mà thực sự mà có trí huệ xuất thế đó, quý vị có cái biện pháp ngay lập tức. Nếu mà quý vị nói tôi có trí huệ, người ta nói bà thầy con có vấn đề này, sao giải quyết bây giờ? Thầy nói xin lỗi nha, cái này thầy không giải quyết được, thầy này không biết sao giải quyết, thì thầy này không có trí huệ. Cô này cô rất học ngày sáng này mới học được cái pháp 49 ngày, nên cô trả lời rằng đó. Tôi có thể quán rằng là con tôi thiệt ra lúc trước là một cái cặp vợ cặp người đàn ông đàn bà nào già đó, rồi chết xong rồi qua cái thời gian 49 ngày, xong rồi bây giờ hóa sanh làm sinh ra làm con của tôi. Cảnh làm sao bây giờ? Sao người ta bỏ con được, bỏ nhà được, bỏ con được, sao mà giúp người ta bây giờ? A Di Đà Phật. Tôi trẻ. Nghĩ con nợ con thành bỏ không được, hiểu không? Hiểu hả? Có hiểu không? Những ông này cũng trả lời, ông người miền Trung, người Huế này trả lời á, là tại vì cái người này vẫn còn nợ con này. Hả? Cái gì nghĩ sao? Cái đó là cái giải thích của cái vấn đề này, là nếu như mà quý vị phải nhớ rằng thường thường con cái nó tới đây là nó đòi nợ mình. Con cái là chủ nợ của mình. Có nghĩa thầy mới dạng cho mấy cô nó cười toét miệng, nó là mẹ của các con á, nợ con. Nhiều khi là mình nó nợ mình điều rất là hiếm, rất là hiếm. Thỉnh thoảng nó xảy ra như vậy, là nhiều khi nó tới nó trả nợ cho mình. Đại đa số đó, đại đa phần đó, là mình nợ nó tới.
Vì vậy mình bỏ 18 năm mà nuôi nuôi dưỡng được nó. Ở xứ Mỹ là thêm 4 năm tiền học đại học nữa. Rồi 2 năm để học 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 thạc sĩ. Nhiều khi nó bỏ 7 năm nữa nó học bằng tiến sĩ. Nó cứ đòi mình hoài. Nhất là bên Á Châu mình á. Ở trong cái bên phía Á Châu mình á, khi mà con cái mình nó lập gia đình rồi, nó có con riêng nó rồi. Thì ông ngoại, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại phải phải nuôi dưỡng cháu ngoại cháu nội. Đó chứng minh quý vị thấy cái vì nợ con cái nó nặng nề như vậy. Quý vị biết bây giờ những cái bên xứ như bên nước Trung Hoa, nước Việt Nam chẳng hạn đó, là cái kinh tế họ đang phát triển đó. Thành ra bây giờ ông nội bà nội, ông ngoại còn nuôi nuôi con cháu không? Nói cách khác là nếu mà bỏ nhà được là tại mình nợ nhà, mà mình nợ con cái. Sáng ta nói chuyện với cái người đó nói là con muốn tới chùa lắm nhưng đều cái khổ là chồng không cho tới. Rõ ràng cái bà này vẫn nợ ông chồng, nên là vẫn vẫn kiểm ông kia kiểm soát bà này. Anh nói cái khác là muốn mà bỏ được con cái là trả nợ là một cách. Cái khác là sao? Cho con cái mình. Có con phải bỏ con mới thành A-la-hán được. Dễ sợ. Không phải người Ba-si-lô-cố được đâu. Con mình cần cưng thương chừng nào đó, mình phải bỏ chừng đấy mới thành A-la-hán được. Nó phải dễ đâu. Bởi vì cái thời buổi thời đại mặt pháp này đó rất khó mà đắc quả, khó dễ sợ. Tại mình còn nhiều cái chấp trước rất là nặng nề, bỏ nước làm sao một người mẹ mà bỏ con gái mình được, làm sao bỏ được? Ừ? Sao mình nói về mẹ mà bỏ con gái thì kỳ dữ, làm sao? Tại vì nó chằng chịt cái nợ, nó chằng chịt cái nhau. Mình nợ nó nợ mình, rồi cha nó nợ mình, rồi mình nợ cha nó, rồi nó nợ cha nó chằng chịt. Sao bây giờ? Rõ ràng thầy nợ hai cô này lên đây để mà cạnh tranh với thầy. Nó rõ ràng nhìn nó dễ thương hơn là thầy, nhìn nó mát mắt hơn. Đúng không? Ôi đẹp. cái Đức Phật dạy rất là hay. Ngài nói rằng quý vị phải tập nói cái pháp xuất thế. Đức Phật cũng dạy là quý vị ngồi yên mà trong im lặng đó, trong cái với cái pháp là xuất thế đó, là cũng phải biết ngồi im. Quý vị thấy ngày nay pháp quý vị là có phước dễ sợ, vừa nghe được cái pháp nói cái pháp xuất thế, mà được nghe là cái pháp, được cái pháp xuất thế im lặng. Thầy hỏi người lại là thấy hiểu rõ chưa, mình bỏ nó không được tại mình còn nợ nó, cái tâm mình bỏ nó không được. Sự thật là nếu mình không nợ nó, mình bỏ được. Nghĩ biết bao nhiêu người mẹ đã từng bỏ con mình rồi. Một cách mà bỏ được con cái mình trả nợ cho nó thôi. Cái đó là cái cách mà bên Phật giáo mình nghĩ là hay hơn, là mình biết mình nợ nó thì mình trả nợ. Chủ trương thầy là mình trả nợ cho ông chủ nợ của mình, xong rồi thầy còn làm hơn thêm một cái bước nữa, thầy trả quá lố nữa để nó nợ mình chứ mình không nợ. Cái người hỏi thầy là một cái cách nào hay nhất để mà trả nợ cho nó, cách nào mà trả nó tốt nhất? Có người nói là bạch thầy là không phải mình báo hiếu cho cha mẹ mình mà còn báo hiếu con cái nữa. Thầy nghe thầy con người rụng rời tay chân, thằng cái thế gian là nó mau hư như vậy. Mình thiền tuổi nó đòi, nó nghĩ nó muốn trả nợ với con nó thì nó thiền cái đó. Thầy nói con còn trẻ nó không sao hết, từ từ con sẽ hiểu.
Ê, sự thật là có người đề nghị là mình gửi nó đi trên phương cực lạc, thì thầy nói đúng, là qua trên phương cực lạc là quá quá tốt, quá sướng, thì nó qua cái nó biết là nó đắc lợi, thì nó biết nó được. Mình nói cho nó muốn gì cho nó đi, thầy nói lỡ cho nó mình không đủ mà mình gỡ trả nợ nó thì sao? Ông nói thì kiếp sau, thầy nói kiếp sau đâu có được, kiếp sau á là mình phải trả nợ tiếp mà còn trả thêm tiền lời nữa. Cái quan trọng á là không phải là cái phương pháp này mà cái tâm mình. Thầy chủ trương thầy là mình thấy nợ mình trả nợ người ta, cái đó quan trọng nhất. Sao không cần biết, thầy muốn nếu mà thấy được cái nợ người ta, mình có cơ hội này mình trả nợ cho người ta thôi, mình không cần biết trả sao. Ok. Chủ trương thầy trả sao cũng được hết, đều thầy muốn là chủ trương thầy, thầy muốn là trả nó với cái mà nó muốn, cho nó là cái nó muốn, trả tiền, trả xe, trả cổ. Ok. Một khi mà quý vị trả nợ xong rồi đó, quý vị bỏ nó một cách rất là dễ dàng. Chủ trương thầy phải nhìn tới cái đại sự. Thầy chủ trương thầy đó là mình tìm cách nào để đắc giải thoát. Và chúng ta đã từng luân hồi đã từ bao lâu rồi, đã quá lâu rồi. Chúng ta quen đến cái độ chúng ta không nghĩ tới cái chuyện thoát không. Quý vị thấy không? Thầy chứng minh cho quý vị thấy có cái người phàm phu đó đã luân hồi quá lâu rồi, đời đời kiếp kiếp rồi, quá lâu rồi, thành không có nghĩ tới chuyện mà thoát luân hồi luôn, đã quen rồi. Kiếp này mình có con cái mới, có chồng mới, vợ mới, mình phát nguyện với nhau là mình sẽ yêu thương nhau tới tận tận thời gian. Và ông text ông quên là ông đã từng hứa một người đàn bà khác kiếp trước rồi, cũng như vậy rồi. Thì nó có biết bao nhiêu cái nợ này, cái chồng chất như vậy. Cái vì nợ nó đầy, nó tối tăm mặt mày, cái vì không nghĩ cách mà giải thoát này, chỉ lo mà trả nợ thôi là hết sức rồi. Con nhiều lo ăn vẫn nợ cha mẹ, thế bây giờ muốn phục vụ cha mẹ thì đứa con rõ ràng nó vẫn nợ cha mẹ. Cái do cái vị có cái tam bảo trên cái thế gian này để nhắc nhở cái vị rằng cái đại sự là cái giải thoát, chứ không phải cái đồ mà nhỏ nhen cái vị thấy quan trọng ngay bây giờ. Thầy không biết cách nào mà mắng nhiếc cái vị một cách mà trắng trợn hơn nữa, là những cái gì cái vị nghĩ là quan trọng nhất trong cuộc đời bây giờ cái vị đó thiệt sự là nó chuyện rồi buông. Cách duy nhất mà tất cả chúng ta có thể đắc giải thoát mà bằng cách qua cái cửa gọi là tam bảo mới giải thoát được, không có cách nào khác hết á, không cách nào khác hết mà thầy biết được đó. Tại sao như vậy? Tại vì tới khi mà Đức Phật xuất thế đó, không có cái pháp nào mà khiến cái loài người này tìm cách mà bỏ được tất cả những cái chấp trước của mình. Họ làm được. Nên đối với thầy cái đó là cái đại sự như vậy đó. Bây giờ cái vị có cái cơ hội để mà gặp được tam bảo. Thầy phải cái bổn phận của thầy là phải nhắc quý vị phải trồng cái chủng tử để mà đắc giải thoát càng sớm càng tốt. Quý vị mà đắc giải thoát sớm chừng nào đó thì quý vị sẽ liễu được cái khổ. Có nhiều người quý vị nói vậy nói cho vui vậy thôi chứ quý vị không tin, muốn làm tiền như thường, muốn tìm được tình yêu nè, muốn được thêm con cái nữa nè, muốn kiếm vợ cho con trai mình nè, tôi muốn mua cái nhà tốt hơn tí nữa nè. Cái vị không nghe lời, rằng cái vị không thấy được cái đại sự. Sự thật cái nguồn đắc giải thoát cái vị phải được cái sự hướng dẫn. Một cái nguồn muốn đắc giải thoát là phải biết nghe lời. Đại đa số những người tới chùa thầy là không nghe lời thầy mà muốn thầy nghe lời họ. Con nói thầy nghe, thầy sai rồi. Vì vậy quý vị thích tới chùa vậy, tại thích muốn nói cho ông thầy, nói cho ông thầy nghe lời. Như quả ngân tới đây là muốn thuyết phục cho thầy biết là thầy sai lầm dễ sợ lắm.
Cái công việc của những người mà người 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 thầy cô đó là phải phải giúp quý vị hiểu được cái đại sự này và giúp quý vị trồng chủng tử để đắc cái giải thoát. Rồi quý vị trồng cái chủng tử này để mình mà thoát được cái này. Thầy trả lời, thầy nói là có quen, có người đã quen một người người bạn là có con trai nó lợi dụng cô này, người này có tờ tiền thành ra con trai nó mặc dù nó ra bằng bằng cấp rồi nó không chịu đi làm, nó ở nhà nó đi xài tiền mẹ nó thôi. Thầy hỏi ông người bạn người mẹ đó, đó có hỏi ông ý kiến không, ông nói không, tại vì đừng thầy đâu có gì đâu mà đâu có vấn đề đâu, người ta không hỏi mình đừng có nói, không có vấn đề gì hết. Tại sao có vấn đề, quý vị nghĩ có vấn đề gì không? Quý vị phải công bằng chứ. Người thằng con trai mà mẹ nó thương nó thì nó có quyền lợi dụng mẹ nó chứ. Cái kết quả là tình thương của mẹ cho con, cái đó là sự công bằng của xã hội, có gì sai lầm đâu. Đồng ý không đồng ý? Thầy đề nghị đó, câu này nói là cái người mẹ này càng lớn tuổi mà đứa con trai nó càng ngày nó càng thiếu tinh thần trách nhiệm, thế nó có gì sai lầm đâu. Có đồng ý hay không đồng ý? Đây là cái sự sai lầm mà quý vị thường thường làm. Thứ nhất là mở cái miệng, chỗ miệng nói mà người ta không hỏi, mình cứ chỗ miệng mà nói. Không phải người ta không hỏi, mình cũng có quyền nói. Người ta không hỏi thì mình không có quyền nói. Mình không có quyền mở miệng nói trừ khi người ta hỏi mình thôi. Cái đó rất là quan trọng. Nhớ không Quảng Ngân? Người ta không hỏi mình không có quyền nói. Sai lầm thứ nhì, tại sao quý vị binh vực mà mẹ? Thầy á, thầy tới thì đón ra đón tiếp đón cái người con trai đó. Tại vì lỡ người mẹ, mình phải uyển chuyển cho vị hiểu, lỡ người mẹ người ta không tin Phật pháp mà thằng con đó mình dạy Phật pháp được thì không phải có lợi cho mình hơn không? Quý vị có hiểu không? Nếu quý vị nói là người con trai sai và người mẹ đúng thì thầy đề nghị quý vị là quý vị thiên vị. Thẳng đồng ý không có? Cha mày mới nuôi nó đúng rồi. Đúng không? Cái ông này đi tới chùa. Ông, cha mẹ không tới chùa mình nữa. Cái vị hiểu chưa? Vậy như thầy đùa với cái vị thôi đó. Cái vị nhìn nó là thằng con nó là dùng cha mẹ. Mà quý vị cũng hiểu rằng á, thiệt ra người mẹ đang trả nợ cho thằng con, để người ta trả nợ cho nó xong, người ta sao quý vị phải đám vậy? Bên đại thừa chúng ta đó không có bên ai, không có thiên vị, không có bên ai hết á. Vợ mà đánh chồng không có binh vực chồng. Có hiểu không? Không làm được gì hết, không phải chuyện của mình. Quý vị nghe có hiểu không? Quý vị có những cái thành kiến mà nó sai lầm. Bởi vì cái việc cái luân hồi hoài và mỗi lần luân hồi làm chuyện, làm gọi là làm chuyện gì đó, chuyện trưởng là gì hả? Hiệp sĩ, hả? Làm cái chuyện gì đó, cái anh hùng đó, làm chuyện. Người giúp đời, chuyên môn giúp đời, mấy chuyện đi phá đám người ta đó. Vô duyên năng xe. Quý vị có hiểu không? Theo trong mấy cái chuyện kiếm hiệp đó, người hiệp sĩ đi đi cứu cứu nhân độ thế đó, tâm bậy để ta trả nợ cho nhau đi cứu làm cái gì? Cái chuyện nó xảy ra trong thế gian này tại ta trả nợ cho nhau, đừng có can thiệp tâm bậy. Ngày hôm nay quý vị ra cái mặt ai cũng bí xì đó ông thầy, xong té ra đại thừa quý vị không nhận ác nhân ác đức dễ sợ. Nhìn tôi làm cái gì? Phải nhìn tới cái đại sự. Cái quan trọng phải là chú trọng tới cái nợ nhỏ, chuyện nhỏ mọn như vậy, mà chú trọng cách giúp người ta thoát cái vòng luân hồi này. Cái đó mới gọi là đại sự. Con người than phiền, con thấy biết bao nhiêu người sư, với người mục sư mà đi đi biểu tình cho cái nhân loại cái gì cái,
và bảo vệ nhân quyền. Thường thường tùy cái trường hợp mình phải nhìn nói, để nói về cái lý thuyết chung đó, thì cái đó là không cần thiết làm. Nếu mình đi biểu tình về nhân quyền để giúp đỡ cho người chúng sanh thoát được cái vòng luân hồi này thì nên làm. Mà nếu đi biểu tình nhân quyền này nọ đó, bảo vệ cho nhân quyền đó mà không giúp được gì nó đắc giải thoát á, khiến nó càng kẹt thêm nữa đó, thì không nên làm. Cô Quán Ngân. Cô Quán Ngân á, đây là cô Quán Ngân đệ tử ngài Tân Hóa đó nghe. Thầy trả lời hồi nãy đó, nếu như mà làm như vậy có lợi ích cho chúng sanh, giúp họ đắc giải thoát thì nên làm. Mà làm mà không có lợi gì hết á, mà chả hạn như mình làm như vậy để mình giận người ta, thấy người ta sai là mình giận. Để thấy người ta thấy sự bất công bằng trong xã hội, mình làm như vậy thì nó không có lợi. Đó là tại mình làm cái tư lợi cho mình chứ không phải làm cho tha lợi. Nếu mình làm vì thấy cái sự bất công bằng xã hội đó, thì cái đó mình làm tư lợi trước thay vì tha lợi. Phải cẩn thận những cái chuyện đó. Thầy nói quý vị nghe, nếu như mình muốn thoát cái nợ con, mình trồng chủng tử cho nó thoát giải thoát, đắc giải thoát, thì cái đó là sau nó nợ mình chắc chắn. Đang muốn trả nợ thằng con cho nó hết nợ đó. Trả nợ đứa con gái hết nợ đó. Mình trồng cái chủng tử để nó đắc giải thoát là chắc chắn nó sẽ nợ. Khi quý vị hiểu được rồi, quý vị xả một cách dễ dàng. Nó làm không được, mình làm giúp nó, chắc chắn sau này nó nợ mình. Lúc đó mình xả một cách dễ dàng. Cô Quán Ngân, để tương lai tương hóa. Cái quan trọng đó là con, quan trọng đó là mình hiểu cái tầm quan, cái đại sự là phải đắc giải thoát. Cái người phàm phu đó, người ta không hiểu được là người ta phải cần đắc giải thoát, thoát cái vòng luân hồi này. Người phàm phu mới gọi là phàm. Phàm phu có nghĩa là cái óc nó vẫn còn mê muội, thành mới gọi là phàm phu. Thành không biết cái giải thoát mới là cái quan trọng nhất trong cuộc đời này. Đại sự là mình thoát cái vòng cái lũng quẩn này, nó không có gì quan trọng hơn đó hết. Quý vị đồng ý không? Nó quan trọng hơn bất cứ gì, tiền bạc của cải, tình thương, tình yêu. Yêu cho cha mẹ mình, yêu thương cha mẹ mình, cái đó là cái trí huệ. Rồi chính cá nhân của quý vị đó phải tìm cách mà giải thoát càng sớm càng tốt. Cá nhân cái bản thân thầy sẽ làm như vậy. Đó là cách mà quý vị tốt nhất mà quý vị có thể giúp cho những người thân yêu của mình. Tại sao như vậy? Tại vì khi trước khi quý vị đắc giải thoát đó, quý vị rất là mê muội, không thể nào có thể thiệt sự giúp những người thân yêu của mình. Cái biết không? Khổ lắm. Cứ mỗi tuần thầy ra ngồi để nói pháp, thầy cái nắng óc hoài tại sao thì không biết ngày hôm nay sẽ cần nói gì cho những cái người mê muội này. Thì sau 12 năm họ vẫn chưa hiểu như thường. Đừng nói gì người xa lạ hết đó. Mình cá nhân mình, nếu thực sự mình có trí huệ, mình tìm cách giải thoát ngay lập tức càng sớm càng tốt. Lúc đó mình mới có thể thiệt sự giúp đỡ những người thân yêu của mình. Như thầy bắt đầu nói đó, khi quý vị đắc giải thoát rồi đó, quý vị không còn cái phiền não nữa. Tại vì quý vị không còn cái sự chấp trước nữa, quý vị không còn cái sự khổ sở nữa. Có một chuyện khác nữa, nó rất tuyệt vời. Còn có chuyện khác là quý vị sẽ khám phá ra có cái hoài là cái an lạc nó rất là tuyệt vời. Tại lúc đó đó, quý vị cảm thấy một cái sự an lạc, sung sướng mà quý vị chưa bao giờ có. Mà chỉ sau khi đắc giải thoát mới có được thôi. Nghe hiểu không?
Nó tuyệt vời, Ấn Độ nó tuyệt vời quá đó. Thành mấy cái ông thiên thanh văn đó, mới chấp vào cái đó. Thành Đức Phật mới nói là kính thưa các vị, thưa quý vị, thưa thưa thầy cô, thưa các quý vị thiền trí thức, quý vị đắc cái giải thoát này nó rất là tuyệt vời, nhưng để quý vị không thể nào chấp vào nó được, thiệt sự nó không có gì đâu. Cái người thanh văn tới đó có một cái sự hiểu biết mà quý vị không có được. Họ hiểu được rằng tất cả mọi sự đều là không. Cái thằng con trai mình ngồi bên cạnh mình đấy á, là không. Cái đứa con gái mình thương yêu dễ sợ đó, cuộc đời của mình đó đó, cũng đó con gái nó coi mình coi là cuộc đời của mình đó đó, nó là không. Cái đó mới gọi là hiểu, cái đó gọi là cái trí huệ. Cái người thanh văn nó có cái sự hiểu biết này mà người phàm phu không có được. Nhờ cái hiểu biết này họ mới có thể xả bỏ lại, bỏ được tất cả cái mọi sự trên cái thế gian này. Đó là một cái cảnh giới rất là đặc biệt, rất tuyệt vời, mới gọi là cái cảnh giới của cái người giải thoát. Rằng trong cái tâm kinh này đó, Đức Phật mới nhắc lại cho những cái người thanh văn này là không có cái gì hiểu biết, mà không có cái trí huệ, cũng không có cái gì mà đắc quả hết. Không có trí huệ mà cũng không có đắc quả, không có trí huệ xuất thế, không có cái quả vị xuất thế. Thành Đức Phật mới giảng không có quả vị xuất thế, cũng không có cái trí huệ xuất thế luôn nữa. Tại sao như vậy? Có phải là cái mâu thuẫn trong này không? Có nghĩa là quý vị không nên chấp vào cái hiểu biết này, quý vị không nên chấp vào cái sự thành tựu này. Chỉ nói là không nên chấp vào cái đó thôi, ý nghĩa chung đó thôi. Ai thắc mắc gì không? Có người nói thầy, con thầy bỏ con cái con được, tại con thấy con không thể nào bỏ được, nhìn nó mà lo cho nó. Thầy mới trả lời, con của con á, nó có định lực này, nó có phước xuất thế này, thì con còn lo cái gì nữa? Nó mình có ở đây nó cũng vậy, mình không có nó cũng vậy, nó tại cái phước nó có rồi, nó có cái sức nó rồi, thì tự nhiên nó sẽ vươn. Cái cây như cái cây nó vươn lên, cái gì đâu mà lo. Để cho nó yên thân thì mình xả nó được, không cần phải lo. Vì lo tạo cái gì còn ích kỷ. Mà người nói còn mình sinh nó ra mình phải lo cho nó. Một cách khác là mình đã là lỡ lầm rồi, thành mình cách là mình bỏ chạy bây giờ. Cái cá nhân thầy là ví dụ như mình lo cho nó xong rồi, mình lo trồng cái chủng tử giải thoát cho nó rồi đó, xong mình vẫn chưa bỏ nó được, thầy vẫn nghĩ là mình nếu mà thực sự mình muốn trả nợ cho nó đó, thay vì mình bám chấp vào nó đó, mình lo đắc giải thoát trước cái đã, xong mình khi mình giải thoát rồi mình trở về mình trả nợ cho nó, thứ đó nó có lợi cho nó hơn. Cái thiệt bây giờ cái chuyện mình làm đó nó không có lợi nhiều như cái vị tưởng đâu. Cái gì chưa đủ trí huệ. Ai thắc mắc gì không? Tới cái trình độ của A-la-hán với Bích Chi Phật á, Đức Phật phải còn nhắc là không có gì, không có trí huệ, cũng không có cái quả vị luôn nữa. Cũng không có cái quả vị cả, tại vì cái vị không có quyền chấp trước vậy. Không có quả vị. Thì hiểu rằng cái quả vị mà họ đắc được đó, phải hiểu rằng cái quả vị mà cái quả vị của A La Hán Đức Chi Phật là quả vị rất là nhỏ, nó chưa có thể gọi là cứu cánh. Họ phải cần tiếp tục tu hành. Rồi khi họ tiếp tục đi như vậy, là cái chuyện thứ nhì là cái tấm 333 này kể cái gì nghe là bên cái Nguyên Thủy cũng như bên người Việt Nam, bên người Đài Loan nọ, họ trong người sách vở họ đọc những cái này, họ có những cái sự cái gì bất đồng ý kiến dễ sợ lắm. Là cái người Bồ Tát đó cũng có những chấp trước của những người Bồ Tát. Ví dụ
có những cái một cái số Bồ Tát đó, những Bồ Tát này trình độ còn thấp, thì họ hiểu rằng đó, trong cái thời mạt pháp này đó, mà đắc cái giác ngộ là một cái chuyện kinh thiên động địa. Thì tự động họ nghĩ là họ rất là đặc biệt, có ta hại gì đó. Tai hại gì? Giác ngộ rồi, có gì tai hại đâu. Họ nghĩ là họ ý y và cái sự thành tựu hiểu biết của họ. Có gì đâu. Giống như cái việc có tiền, có danh, có lợi, có danh, có vọng, có tiền, tài, thì hưởng thụ có gì tai hại đâu. Và riêng cái người A-la-hán, Bích Chi Phật mà những cái người Bồ-Tát đó, họ cũng chấp trước về cái trí huệ của họ và cái sự thành tựu của họ rất là dễ. Thằng Đức Phật phải dạy ngay Bồ-Tát, ngài nhắc rằng các con phải hiểu rằng cái trí huệ này không có gì thật đâu, nhưng chấp trước vào cái trí huệ này, xuất thế này và những cái quả vị của Bồ-Tát này cũng không được chấp trước nữa. Dễ sợ không? Có nghĩa là sao? Nghĩa là gì? Cái vị thấy là sao? Tại cái vị biết không? Nó khó quá đi. Nhưng một khi mình đắc được một cái mình sướng quá đi. Mình chấp vào cái sướng. Dễ sợ. Rất là dễ sợ. Vì thấy dễ sợ. Mình muốn giải thoát. Mình tu hành trầy vi tróc vải, tới được một cái mình sướng quá, mình chụp, mình cứng lắm, cả cứng luôn. Tại sao như vậy? Tại vì là có những cái tập khí mà mình phải giải quyết. Mình giải thoát được rồi, nhưng mình có những cái tập khí, mình phải giải quyết những cái tập khí đó mới thành Phật được. Thưa nghe hiểu không? Hiểu ngay lúc đó. Dễ mà bị kẹt dễ sợ, thưa quý vị. Thành ra quý vị mới hiểu bởi sao cái tụi đệ tử ngài Tiên Hóa đó, lúc mà ngài bỏ đi trời nó chụp chân ngài lại, không cho ngài đi. Đệ tử Đức Phật á, khi mà Đức Phật đòi nhập niết bàn, các tụi nó chụp chân ngài lại không cho đi, nó lấy cái hương nó đốt. Đệ tử ngài Tiên Hóa lấy hương nó đốt tay, đầy hết cái tay, đốt hết đầy qua tay, đốt lên này. Thì thấy người ta sợ luôn. Ủa sao cái tay gì gớm dữ vậy? Đó là hơi quá lố đối với thầy. Ừ, đảo chứ. Hoặc là đệ tử Đức Phật, khi mà Đức Phật mà đòi nhập niết bàn đó, tụi nó từ xa vàng dặm đi bộ từ xa vàng dặm tới bạch như cái loại đừng nhập niết bàn, tội nghiệp chúng con ai mà theo học ai bây giờ. Khiếp luôn, tại sao không biết đó. Không có người thầy là dễ bị kẹt, dễ sợ. Nói cách khác, cái người đang bị kẹt là sao? Là cái người nghĩ rằng mình không cần thầy nữa, nghĩ cái gì tôi cũng hiểu, tôi cũng biết rồi. Họ, những người bị kẹt là những người đang nói mình mình đâu cần đâu, mình cái gì mình làm, tự làm là được rồi. Cái người đang bị kẹt nó chưa muốn nói nhau như vậy, tự nói mình như vậy. Tôi đủ rồi, không cần ổn đâu, không cần khổ đâu, không cần bả đâu. Đó là cái bằng cớ là cái gì đang bị kẹt. Cái là kẹt vì cái trí huệ của mình. Nghĩ là mình biết rồi. Dễ sợ không? Cứ nghĩ là mình hiểu, mình biết rồi. Tôi biết rồi mà, hỏi cần nói. Đúng không? Con biết rồi, thầy nói làm cái gì? Cái khổ nói mà con biết, mà con nói con biết hoài, mình cũng ngóng, cũng ngọng luôn. Nhưng là như... cái người mà nó nói là con biết, con hiểu rồi. Mà ông thầy biết rõ ràng, nó chưa biết, nó chưa hiểu gì hết đó. Mình cũng cách nào mà nói cho nó biết, nó hiểu được hết.
Cái phần trong cái tâm kinh rất là quan trọng, thưa quý vị. Nhớ rằng trong đời tu hành quý vị, con đường tu hành của quý vị, mỗi tuần nó có một cái trò trò hề mới. Nhớ rằng là vô trí diệt vô đắc, có nghĩa là đừng nghĩ là mình hiểu. Và thứ nhì là cái quả vị cái vị nó không có gì ghê gớm, đừng có tưởng bở. Ai thắc mắc gì không? Đây là cái mà Ngài Trung Hóa chưa dạy đệ tử của ổng. Vô trí diệt vô đắc. Cái đệ tử của Ngài Trung Hóa đó, nó chưa được dạy là vô trí diệt vô đắc. Nghĩ là Ngài Trung Hóa dạy tất cả rồi, nghĩ là cái gì nó đắc được với, nó hưởng được, nó đạt được với Ngài Trung Hóa là đủ rồi, là chết nữa. Ngài chưa có cái cơ hội để dạy tới đó phần này. Ngài còn sống là Ngài kêu đó là ký đầu từng đứa đó, kêu từng đứa vào ký đầu đó. Mày phải nhớ là không có trí mà không có đắc đi ra. Okay. Cảnh vô đây không có trí diệt vô đắc đi ra. Cái vị tu mà có cái căn cơ phải nhớ cái phần này, tôi cũng kẹt cứng. Cái tai hại cái người nghĩ đó, mình hiểu rồi, mình có được cái sự thành tựu rồi đó, thì gặp người thiền trí thức á, nói như vậy người thiền nói vậy thì con đi đấy, con đâu có cần tao đâu, mày ngu đi, tiếp tục ngu đi. Cái gì biết cái tai hại chỗ nào là tại vì những cái người này không phải như phàm phu chúng ta, mình chỉ tham tiền, tham danh, tham lợi, tham lam thôi hả. Cái người này là khó trí huệ xuất thế rồi, ta thực sự có trí huệ, ta không chấp vào cái gì hết á, không chấp vào cái gì hết á. Chẳng hạn như con mình nó có trí trên đầu á, trí nó đầy hết trên đầu á, mình nhìn nó ok, cái đó là trí huệ xuất thế, cái gì dễ sợ không, không chấp gì hết á, nhìn con rần giống như không vậy. Bao nhiêu người làm được như vậy? Cái đó là trí huệ. Họ nhìn chúng ta, họ nói là tại sao mày dốt dữ thế, tại sao mày bệnh này, bệnh này quá, đặc biệt không, đặc tuyệt vời không? Đắc nó thấy được cái quả vì họ là họ nghĩ họ cao hơn mình, bởi vì họ mới bị kẹt, vì cái kẹt rồi là cái sở tri chướng, sở tri chướng, sở tri chướng. Mình càng biết chừng nào mình càng cản trở mình chừng đấy, dễ sợ không? Bởi Đức Phật cái dạy hoài vô trí diệt vô đắc, nghĩ là mình hiểu, nghĩ là mình chắc chắn mình quả có quyết rằng là mình biết, mình hiểu rồi đó, mình chỉ là vô mình. Dễ sợ không? Cái gì, cái này dễ sợ lắm. Cái sợ tri trướng là một cái mà nó khiếp đảm nhất. Nghĩ là tôi hiểu rồi. Mọi người càng lớn tuổi chừng nào càng nghĩ là tôi hiểu chừng nào. Hiểu biết càng học càng nhiều, càng tự tin vào cái tri kiến của mình. Thành muộn trong Phật giáo, Phật pháp mình là một cái mà khó khăn nhất đó, mà rất khó giải quyết đó, là cái sở tri chướng. Mỗi cái trình độ quý vị có những cái sở tri chướng mà nó khó giải quyết, dễ sợ. Chẳng hạn như chúng tôi gặp một cái nhóm bên Thiên Chúa giáo đó, mà họ là người tại gia, đệ tử của thầy toàn là người xuất gia không. Khi mà biết ra chúng tôi ngồi xuống thấy chúng tôi là người Phật giáo, nói là không phải công Thiên Chúa giáo, thì họ lập tức là mở miệng ra là tìm cách để chuyển chúng tôi thành người theo Thiên Chúa giáo, tin vào Thượng Đế.
Không phải riêng đệ tử thầy mà nó tụi họ gặp thầy ở đằng đằng Home Depot này, ở đằng Fry's này, ở đằng Nhà Băng này, ở họ đó họ cũng cố gắng chuyển thầy thằng theo tin theo Thượng Đế. Họ ai cũng quả quyết với thầy là Thượng Đế thương thầy dễ sợ. Thầy tủm tỉm cười không dám trả lời họ. Thầy tủm tỉm không dám trả lời cho họ biết, thầy biết Thượng Đế thương thầy nhiều hơn họ có thể tưởng tượng được. Thầy tham gia vậy không? Càng biết càng nhiều là càng thêm tốt. Đừng có thương, đừng có mở miệng nói cái gì tôi cũng biết hết. 374 cái vô tri vô đắc là cái pháp không của nhà Phật, không có gì hết, gọi là cái cửa không của nhà Phật. Cho tới cái quan điểm không đó nó cũng không còn luôn nữa. Nhà Phật nó dễ sợ như vậy. Bên tiểu thừa đó, bên thanh văn đó, người ta thấy được cái không, thấy được cái không. Và cái thanh văn họ không hiểu rằng đó, họ đang chấp vào cái hiểu biết của cái không này. Thấy cái không nó hay quá, thành ta chấp vào cái đó, chấp vào cái hiểu biết đó, thấy cái thấy đó. Họ không thấy được, không thấy được cái chấp đó. Cái đó gọi là pháp chấp, pháp không, chấp vào cái pháp không. Để hỏi về cái vấn đề này, để từ ngày Tiên Hóa đó, thầy hỏi người ta nói với thầy là cái pháp chấp này là cái gì, họ thầy hỏi họ là thầy giảng con pháp chấp là gì, họ không giảng được cái phần đó. Những ai giảng được cái phần đấy, pháp chấp là cái gì đó. Nói cách khác, trong Phật pháp mình á, tất cả những người a la hán, những người bích chi Phật đều có pháp chấp, họ đi kẹt cái kẹt rồi, cái kẹt của cái pháp chấp. Họ chấp vào cái pháp không đó, họ thấy được cái không, họ chấp vào cái pháp đó, thấy được cái không, họ chấp vào cái hiểu biết của cái không, cái thấy của không, họ chấp vào cái đó mà họ không biết. Dễ sợ không? Không ai giảng thầy được cái phần đó đâu. Họ giảng được tại vì họ đang chấp vào cái thấy, cái hiểu biết mà họ đã có. Cô hỏi là người hỏi thầy chừng nữa cái trình độ nào mới có không có pháp chấp, thầy nói thầy không biết, chắc là tới trí quả vị Phật thì chắc không còn nữa thôi. Cái đặc biệt của quý vị đó, ngày hôm nay quý vị là ngày này quý vị phước dễ sợ lắm, tại cái ngày hôm nay là thầy trồng chủng tử cho quý vị, là trong tương lai quý vị bị kẹt cái pháp chấp này là thiền tri thức cái gì có thể giúp quý vị gỡ được dễ hơn. Tại vì ngày hôm nay thầy ký đầu quý vị rồi. Thầy bị đánh, bị ký đầu một cách nhục nhã như vậy. Ngày hôm nay mình có ai muốn tình nguyện nơi đây không? Thầy coi thử cái lòng tin quý vị nó thâm sâu chừng nào hả Quảng Ngân? không có trí, không có đắc. Không có trí, không có đắc. Đi ra đi. Đây đệ tử ngài Tiên Hóa. Không có trí, không có đắc. Đi ra. Không có đắc. Cái này nghĩ là chỉ đùa thôi hả? Đau quá trời, tay nó đỏ. Ngày nay không được, được 4 cái luôn. Nhớ cái đó. Cái đó là cái ngu si này. Ngu si.
tuần sau.